Xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu và Quyên Lê đang có mặt tại một cái dự án rất đặc biệt. Dự án nằm ngay chân cầu Thủ Thiêm 1, phong Quyên Lê. Đúng rồi, vị trí dự án nằm ngay trung tâm của Thủ Thiêm luôn. Và không biết là quý anh chị có đang thắc mắc là Quyên và Phước Sửu đang nói về dự án nào không? Chắc ăn là rất là thắc mắc rồi. Quyên Lê có thể là thông tin đầy đủ cho quý anh chị khách hàng ở đây nắm rõ về cái thông tin của dự án này được hay không? Anh Sửu ơi, thì bây giờ chắc là cũng nhiều anh chị cũng đang quan tâm á, cái vị trí dự án mà anh Phước Sửu và Quyên đang nói luôn ha. Thì hiện tại thì trên thị trường và Quyên biết rằng là có rất là nhiều anh chị đang quan tâm cái dự án này. Và một cái dự án mà nằm ngay trung tâm của Lầu Thủ Thiêm là thứ nhất. Thứ hai nữa là với một cái chủ đầu tư mà rất là uy tín trên thị trường. Thứ ba nữa là anh Sửu biết sao không? Pháp lý dự án rất là ok. Và chắc là Quyên nói tới đây thì quý anh chị cũng biết là dự án nào rồi phải không? Chắc chắn đó là dự án Thủ Thiêm Zyziver do một chủ đầu tư rất là lớn, là do tập đoàn GS Hàn Quốc. Hàn Quốc. Đúng rồi anh. Nói đến tập đoàn GS Hàn Quốc là một tập đoàn về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và bất động sản rất là lớn tại Hàn Quốc. Dạ, đúng rồi anh. Là một trong những top công ty nổi tiếng số 1 của Hàn Quốc. Dạ. Và nằm trong 24 đến 28 công ty là đa quốc gia trên thế giới về bất động sản và cơ sở hạ tầng. Dạ đúng rồi. Và tại Việt Nam thì GS đã hoàn thành rất là nhiều cái công trình cơ sở hạ tầng và những cái dự án nổi tiếng tại Việt Nam phong Quy Lê. Đúng rồi. Đặc biệt là tuyến metro cũng là do tập đoàn GS tham gia nè anh Sửu. Chính xác, tuyến metro số 1 phong Quy Lê. Dạ. Với thêm một cái dự án đặc biệt ở bên khu Nam. Đúng anh Sửu biết đó là dự án nào? Đúng rồi, cái dự án này là Phước Sửu tham gia bán ngay từ những ngày đầu tiên đó Quyên Lê. Dự án nào vậy anh? Dự án Sài Gòn Nhà Bè. Đúng rồi. Hay là cái tên cũ là GS Metro City với tổng là 349 hecta, gồm rất là nhiều biệt thự, shop house, nhà phố và rất là nhiều căn hộ trung tâm thương mại á Quyên Lê. Dạ. Thật là tiếc khi mà cái dự án mà GS bên Nhà Bè thì bên Quyên không có tham gia, nhưng có một cái là khách hàng. Mình đã được rất là nhiều khách hàng, bởi vì khách hàng cứ nghĩ Quyên không có bán anh Sửu. Và thế là khách hàng bây giờ mua và bây giờ tỷ suất lợi nhuận rất là cao, hình như là ít nhất cũng gấp đôi. Đúng rồi, ít đôi, x2 hoặc là đối với những cái gọi là những những người mà tham gia vào những đoạn đầu á, thì số tiền bỏ ra thì gần như là ít ba số vốn luôn Quyên Lê. Ồ vậy hả anh? Đúng rồi. Thì hôm nay Phước Sửu và Quyên Lê giới thiệu cho mọi người cái giai đoạn tiếp theo của một dự án mà GS đang triển khai và gọi là mở bán tại Việt Nam, đó là Thủ Thiêm Zyziver. Và rồi. Phước Sửu và Quyên Lê đang có mặt tại cái này là tháp T1 của dự án. Đúng, Quyên Lê. Đúng rồi anh Sửu ha. Và Quyên chị hãy nhìn đằng sau của bên chỗ Quyên nhé. Đây là vị trí và hình ảnh thực tế của cái tháp T1. Và giai đoạn đầu này thì bên chủ đầu tư sẽ mở bán hai tòa tháp anh Sửu nhé. Đúng rồi. Đó, và đây là cái tòa tháp T1 thì độ cao tầng của nó sẽ là 25 tầng và cái tòa tháp T2 bên kia thì sẽ là 32 tầng. Đó. Đúng rồi, chủ đầu tư đợt này sẽ tung ra một phòng ngủ và đến 4 phòng ngủ và có một số những cái căn hộ penthouse duplex và một số là các căn nhà phố thương mại tại cái phân khu này luôn, phải không penthouse? Phải không Quyên Lê? Đúng rồi anh Sửu. Thì đặc biệt nha quý anh chị, là giai đoạn đầu chủ đầu tư chỉ có mở bán 100 căn thôi, chỉ giới hạn 100 căn. Và cái đồ hot hiện tại là Quyên thấy là có tới 7 sàn F1 tham gia dự án này luôn anh Sửu nhé. Dạ đúng rồi. Và dự tính là tầm trong khoảng là 27 tháng 11 này thì bên chủ đầu tư sẽ mở bán trong giai đoạn đầu tiên nha quý anh chị. Và rumor của dự án anh Sửu biết là bao nhiêu không? Dạ rất là rẻ hơn cả cái dự án mà Phước Sửu và Quyên Lê đang đứng, đó là The River Thủ Thiêm. Thì giá bên này rumor tầm khoảng là chỉ 7.000 đô một mét vuông thôi. Trời ơi, thật là bất ngờ. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại là thị trường sang nhiều bên Metropole, The River Thủ Thiêm đã hơn 7.500 đô rồi anh Sửu. Quý anh chị và khách hàng đừng quên Phước Sửu và Quyên Lê là một trong những đơn vị F1 đến từ EOI Việt Nam phải không? Dạ đúng rồi anh chị. Để có nhiều thông tin hơn nữa về dự án thì quý anh chị hãy nhấc máy alo cho Quyên Lê hoặc là Phước Sửu ha, để cho hai chuyên viên tư vấn này sẽ cung cấp đầy đủ những cái thông tin của dự án đến với quý anh chị. Rồi, nếu mà quý anh chị quan tâm nhiều thông tin hơn thì đừng ngần ngại gọi cho Quyên Lê và Phước Sửu nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.